cách này mặt lúa hơi láo ngầu thấy chướng mắt mà già cả kiếm chuyện như nít thì kỳ. Ngầu đã có cách là sai đứa con của mình cũng có mà mớp giống lúa chính là con quạo, vừa phóng lên là sai con quạo chạy ra bụp lúa, nhưng nhìn mặt lúa khó ăn quá. Và thầy ông khế của lúa cũng xuất hiện luôn, con khế mà du công 5 thì con lúa cũng du công 10. Thôi con chạy nghe mẹ. Lúa ngưỡng mộ khả năng tiên đoán của thầy ông khế. Thầy nói mỗi khi trời mưa lớn là đám con ngầu, nhất là con ngầu nó hay sai con nó đi hù mấy con yếu bóng vía lắm. Thì đúng rồi, con lúa nó yếu dữ lắm mà mấy con khác yếu bóng vía dân lúa. Lúa nhờ bám trụ vô cái thúi một người thầy chỉ cho hết đường đi nước bước tính cách của từng con ở trong nhà, cho nên lúa chẳng có sợ thằng nào con nào. Có thể nhờ vào cái đuôi chìa khóa này mà con khế có thiện cảm với lúa. Nhưng vui ngáo cũng theo con khế đó, mà vui không có học được nhiều tại vì con vui nó còn sợ trời mưa, nó sợ này sợ kia quá khế không có dạy được. Còn lúa là coi như là đau thương bất nhập. Đám phe thì ngầu tới tận 4-5 đứa mà ác đạn hơn là con ngầu, nó cứ xúi mấy đứa con của nó kiếm chuyện với con lụm mẹ con lúa dân cỏ hoài, không lúc nào ngầu để tụi nó yên hết trơn. Cái này lựa chọn chốn yên bình để ở mà yên bình chưa được bao lâu thì con thị ngầu nó quậy tiếp. Đây là cảnh thị ngầu mỗi khi có đồ ăn là nó sẽ chửi con này con kia, nết vẫn xấu như ngày nào. Miêu thì nó nằm ở đó đó, gián điệp đó, chùm cúi đó. À, con lúa cũng hay quýnh người ta nữa, con lúa này ăn đòn mấy chặt chưa sợ. Đó, có đồ ăn là nó chửi, nó không cho con nào lại trước nó hết đó. Cái giờ cơm nào cũng vậy hết. Con lúa này nè. Mà con ngầu không dám quýnh lúa nha quý vị. Con lúa là con ngầu kỳ nghe, kỳ gơ nghe. Mà con lúa này cũng mất dạy quá à. Mày mới quýnh con vui đúng không? Mất gì quýnh vui. Quýnh là quýnh đúng, là quýnh sai tao tán mẹ nha. Sao? Nãy giờ mày quýnh biết nhiêu con rồi. Không ai làm gì mày tán người ta không à. Hả lúa? Tao dạy hoài sao không nghe vậy lúa? Alo? Vua có bị quýnh hoài luôn á. Quýnh là cái dạng quýnh lén á, chứ phải quýnh ăn hiếp người ta. Hãy mà có đồ ăn là con ngầu đứng ở trước là không cho con nào lại trước ngầu hết trơn á. Vẫn rất là ham ăn. Nhọn này đâu có thèm. Đâu thèm giành giật cái đám này. Thứ đầu trộm đứa cướp không à. Có tôi vô đây khế nó mới dám vô. Con nhỏ mới là gần nè. Có con quạo ở đó với con mèo núp lùm ở đây là hai đứa hậu thuẫn cho con ngầu. Con ngầu quýnh ai là con mèo với con quạo hỗ trợ con ngầu liền đó. Ê, cấp này con vui ngáo hay bị con lúa khịa lắm nha. Khịa cái dạng giỡn. Đây quý vị nhìn kỹ cảnh này, vui ngáo bước tới gần mà con lúa đạp vui cái một. Đạp cái dạng giỡn, vừa giỡn mà vừa khịa. Tức là con lúa nó chuyên gia lấy cái tay nó nhấn đầu con này con kia, nhưng mà nó không có dương móng, không làm đau người khác, mà nó nhấn đầu ghét người ta sợ nó luôn. Vui ngáo như bị đạp bị nhấn ghét quen, không có còn gì để mà phản ứng nữa. Tức là nó nhấn nó đạp người ta không có mạnh, nó còn nhọn lúa cái đầu cũng nhấn nhọn vậy đó. Nhưng có một nghịch lý ở chỗ cái mối quan hệ giữa lúa và bà dì nhọn vẫn tốt. Mà con lúa nó khùng tới nỗi nó nhấn đầu luôn cả con cỏ anh nó. Được không vậy nhấn hoài. Mình nhờ nó nhấn vậy con nào cũng ngán hết trơn. Cứ sợ bị quýnh mà không sao. Nên con vui đó, bị quýnh xong tỉnh bơ bình thường. Tại vì không có đau. Mà tôi sực nhớ, hồi xưa tôi kể với mọi người có một con mèo mớp. Cái mặt nó gian trá đó. Nó thấy mấy con chó dữ lên nằm ở trước mặt nó khịa chó không à. Con mèo gian trá đó chính là cha của con lúa gian cỏ, thằng chồng của con lụm. Bây giờ cái nết con lúa giống hệt con mèo gian trá đó luôn. Không ai dám gớ hết. Nhờ vậy mà lúa bước vô cái hậu cung đầy gian trá, giơ cái tay con nào cũng phải né nha. Con nào tới gần tao tao hửi cái à thầy tao không quýnh cho con khác tao quýnh tới. Và lúa canh mấy chỗ đông đông lúa nằm xuống sải lai, con nào tới gần tao suốt một cái giống như suốt vui nãy á. Mà cũng phải có người dạy con lúa chứ, chính là tao đây, phải dạy dỗ mày lợi lúa ơi. Mày hồi nhỏ tao đâu nhắm đầu mày đâu. Gì vậy? Mày cự với ai hả? Mày cự lại cái. Hả? Mày cự đi. Xào. Tính ra lúa cũng dạng chùm cuối trong đây đó nha. Không ai dám cà chớn với lúa đâu. Vui như ngán lúa nghe quý vị. Mà lúa không có ăn hiếp ai. Nó quýnh lén người ta không. Quýnh lén người ta quá là bị ăn đập liền. Cơm vô. Đây là cảnh cho ăn. Đấy, con dòi khùng miệng lớn nhất. Thì ngầu nghe tiếng đoàn chạy ra liền mà quý vị hãy chú ý con lúa đi. Nó thấy để dĩa cơm xuống nó liếc ngầu cái liếc bên à, vui là con của ngầu nhấn động vui. Thấy cho nết chưa? Tại sao cái thúi nó thông minh hiền hậu bao nhiêu mà nhận qua thằng đệ tử gọi là ma giáo. Nó không có sợ người, mà cái mặt nó thể hiện cái sự gọi là gian manh ma giáo. Giống con mày mớp hồi xưa tôi gặp đó. Con mày mớp hồi xưa chuyên gia chọc chó là cha của con lúa nè. Càng lớn nó càng giống cha nó. Đó. Cái nết cà giật là nó sao ta? Nó ma giáo mà nó gian manh mà tôi không biết nói như thế nào. Nó nhấn động vô xong dần có ai để ý nó không, rồi nó liếc vô tiếp. Cái kiểu gấu mà giả lúa cái tàu gấu. Lúa thì nó quen với người lắm, người gượt thì nó chạy, còn vui thì quảng hốt kìa. Cỏ nó vô duyên giống như là để tôi thế thân cho em của tôi. Vui bất lực khi đứng giữa hai anh em, thằng em là lúa thì ma giáo, còn thằng anh là cỏ ha, có ăn là có mặt cỏ thôi. Nhìn mặt lúa còn láo lắm, tôi kêu con gấu phải quýnh con lúa một cái bóp tao mới chịu.
Trời ơi, nó khèn vui tiếp ông ơi, quá trời láo rồi. Hiểu quy luật vận hành của anh em là như thế nào. Con lúa ỉ nó bự, con sẽ hù dọ cho người ta bỏ chạy. Con cỏ lập tức nhào vô dĩa cơm, rồi con lúa viên cỏ chiếm trọn dĩa cơm của người ta. Ý là mèo sống trong nhà có dại đó nha. Tụi này mà ở ngoài đường làm mèo hoang hả? Chắc là đại ca giang hồ, rất là biết xông kiếm hợp bích. Cái miệng vậy đó. Nói cái gì? Nó nhéo mà nhéo lại cái miệng lại coi. Đó. Vậy không đó. Mà không có bỏ đi nha. Tức là cái tiếng la bề ngoài hành động con lúa nó giữ, mà cái nết nó không hề giữ.